Em xin kính chào tất cả các bác, chúc các bác có một ngày mới dồi dào sức khỏe. Ở trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác một số dòng lan kiếm. Hôm nay thì em vừa tách một chậu lan kiếm vị hoàng. Và cái này thì mùa này thì em tách để trồng, chứ trên em thì mùa đông thì rất là lạnh cho nên là không tách được. Thì tách tầm hiện tốt nhất là tách từ bây giờ, tầm mùa hè. Hoặc là nếu mà tầm khoảng hơn 1 tháng, 2 tháng nữa mà em tách thì cây nó hầu như là không phát triển được, ngưng phát triển luôn. Và phải đến tận mùa xuân sang năm. Thì nó rất là lâu và nó làm cho cây của mình yếu đi rất là nhiều. Nếu không cẩn thận thì cũng có thể cây nó sẽ bị sần. Hôm nay thì em có tách chậu vị hoàng này và em có chia ra làm một số đơn để giao lưu cùng các bác. Đây là vị hoàng hình số 8 này. Hình số 8 gồm có một mẹ một con. Một mẹ hai con. Một con thì cao được 25 này, một con thì đây ạ. Mẹ được thân mẹ thì bản lá được 3 phân rưỡi. Đây với giá là 5 triệu để các bác sưu tầm làm giống. Đấy là hình số 8. Hình số 5 ạ, hình số 5 là 4 triệu 200 nghìn. Hình này là cũng là một một mẹ này. Một mẹ một con và một bên này cũng có một có măng ở đây, cũng có mắt ngủ ngoài rồi. Đấy, thân này. Đấy, con cao được chắc tầm 15 16 cm như này. Và bản lá của nó là được bản lá được 3 phân rưỡi. Đây bản lá của 3 phân rưỡi. Đấy. Thân rất là lực. Cái này thì em quay thì không được rõ lắm, nếu mà các bác mà yêu thích mà muốn sưu tầm các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại thì em sẽ chụp ảnh Zalo cho các bác để các bác xem kỹ hơn. Đây là hình số 6 đấy. Hình số 6 là 3 triệu, đó là một thân bánh tẻ. Có măng, có mắt ngủ ngoài ở đây này. Cái này em vừa mới tách bụi cho nên là khi tách ra như này thì các bác mang về trồng thì nó sẽ phát triển thành mầm con rất là nhanh. Còn nếu như mà các bác mà ngoài ra thì các bác có thể nhỏ thêm dung dịch AB, dưỡng chất AB vào mầm này. Đó, những cái mầm này thì nó sẽ phát triển thành mầm con nhanh hơn. Và ngoài ra thì các bác có thể mở thêm nách lá ở bên này thì để cái mầm ở bên trong nó ăn dinh dưỡng nhanh và nó lên mầm con nhanh. Đây, mầm này còn có 7 nách lá này. Và bản lá của nó là 3 sen. Bản lá là 3 sen và cây cao được 30. Cây cao được 38 sen. Hình số 7 này, hình số 7 là 2 triệu 800 nghìn một thân, cũng khá là già rồi. Nó vẫn còn 7 nách lá, cũng có măng ở này. Nhưng mà nhìn thân thì không đẹp bằng thân lúc nãy. Đây. Cái này bản lá cũng 3 sen. Đấy, hai thân này thì gần gần giống nhau nhưng mà thân này thì xấu hơn thân đằng trước. Cái này thì tất cả thì em cũng đều đã bôi thuốc hết rồi. Thì để cái vết cắt này khô thì em sẽ bôi keo liền sẹo và em sẽ trồng. Thì em tách ra trồng cho nên là tiện thì em sẽ chia để các bác có thể sưu tầm cho vườn cây của mình. Đấy là dòng lan kiếm vị hoàng. Ngoài vị hoàng ra thì những cái dòng lan kiếm như là phan chí lá sần này. Đây em vừa giới thiệu với các bác là vị hoàng là láng ạ. Còn dòng lan kiếm lá sần. Lá sân thì hiện tại em có phan chí lá sân này, vị hoàng lá sân này. Vị hoàng lá sân bây giờ nó rơi vào 500.000 một thân. Còn phan chí lá sân thì 3,5 triệu. 3,5 triệu là mẹ con. Nếu mà không thì các bác có thể mua thân này này. Thân này 3 triệu này. Về các bác làm giống này. Đấy, dòng lá sân thì so với lá láng thôi thì nó khác nhau về cái bề mặt lá và giá cả của nó thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà mặt hoa của nó thì giống nhau. Nếu mà các bác có thể mình có thể chơi hoa thì mình có thể sưu tầm dòng lá sần thì nó sẽ rất là hợp lý cho nó cũng rất là hợp lý cho mình. Còn đấy, còn lan kiếm phú thọ là còn dòng thân thòng này, dòng thân thòng thì hiện tại em đang có phú thọ. Phú thọ thì em đang có loại 500 và loại 7 loại 800. Cái này cao được 7 cm. 7 sen là 800. Còn cái này được tầm hơn 4 sen là 500. Đấy, em có hai loại này. Phú thọ thì bây giờ giá cả của nó cũng rất là hợp lý nên các bác có thể sưu tầm cho vườn cây của mình. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em.